Cô xin chào tất cả các em. Cô rất vui được đồng hành với các em trong chương trình môn đạo đức lớp 3 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học bài 1 Em yêu Tổ quốc Việt Nam, tiết 1. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài nhé. Trước tiên chúng mình sẽ cùng nhau khởi động. Các em sẽ cùng nhau khởi động hát một bài hát nói về lá cờ của Việt Nam nhé. Tiếp theo chúng mình cùng nhau khám phá kiến thức của bài học ngày hôm nay. Yêu cầu như sau, các em hãy đọc đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi. Bây giờ các em nghe cô đọc và đọc thầm theo cô nhé. Thấy Nam đi học về, bố âu yếm hỏi: "Con trai, kể cho bố nghe, hôm nay ở trường có gì vui không?" Nam cười rạng rỡ khoe: "Con được học bài về quốc hiệu, quốc kỳ Việt Nam. Thầy giáo khen con tích cực phát biểu và trả lời đúng bố ạ." "Giỏi lắm. Con nói lại cho bố nghe, quốc hiệu, quốc kỳ nước ta là gì?" "Quốc hiệu của nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc kỳ của nước ta là lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa. Bố ạ." Nam hào hứng khoe tiếp: "Con được học hát quốc ca Việt Nam. Quốc ca Việt Nam là bài Tiến quân ca do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Thầy khen con thuộc lời, hát to, rõ ràng, diễn cảm bố ạ." Nam chợt thắc mắc: "À bố ơi, vì sao phải nghiêm trang khi chào cờ và hát quốc ca ạ?" Bố giải thích: "Nghiêm trang khi chào cờ và hát quốc ca là thể hiện tình yêu tổ quốc, niềm tự hào dân tộc con ạ." Vừa rồi các em đã nghe cô giáo đọc đoạn hội thoại. Bây giờ cô mời các em bấm dừng hình để chúng mình luyện đọc lại đoạn hội thoại này. Các em đọc xong chưa? Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi về nội dung của đoạn hội thoại này nhé. Câu hỏi thứ nhất, quốc hiệu của nước ta là gì? Câu hỏi thứ hai, hãy mô tả quốc kỳ Việt Nam. Nêu tên bài hát và tác giả quốc ca Việt Nam. Câu hỏi thứ tư, vì sao phải nghiêm trang khi chào cờ và hát quốc ca? Cô mời các em hãy bấm dừng hình, suy nghĩ và trả lời các câu hỏi. Mời các em bấm dừng hình nào. Các em trả lời được chưa? Chúng mình cùng nhau chia sẻ nhé. Trước tiên các em cho cô biết quốc hiệu của nước ta là gì? À, quốc hiệu của nước ta là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây chính là quốc hiệu của nước Việt Nam chúng ta đấy. Câu hỏi thứ hai, hãy mô tả quốc kỳ Việt Nam. Các em quan sát, đây là hình ảnh lá quốc kỳ Việt Nam, là hình chữ nhật, có ngôi sao vàng 5 cánh ở giữa, còn có nền màu đỏ. Như vậy, quốc kỳ Việt Nam là lá cờ đỏ, sao vàng. Nêu tên bài hát và tác giả quốc ca Việt Nam. Tên bài hát và tác giả quốc ca Việt Nam đó là Quốc ca Việt Nam là bài hát Tiến quân ca do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Câu hỏi tiếp theo, vì sao chúng mình cần phải nghiêm trang khi chào cờ? Các em ạ, nghiêm trang khi chào cờ và hát quốc ca là thể hiện tình yêu tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Do đó, khi chào cờ, các em cần phải đứng nghiêm trang, thể hiện lòng tôn kính đối với Tổ quốc Việt Nam của chúng ta, đồng thời thể hiện niềm tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta nhé. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu hoạt động 1. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển tiếp sang hoạt động 2 nào. Hoạt động 2, tìm hiểu những việc cần làm khi chào cờ và hát quốc ca. Các em quan sát bức tranh thứ nhất. Khi chuẩn bị chào cờ, em cần làm gì?
Bức tranh thứ hai, khi chào cờ, em cần giữ tư thế như thế nào? Câu hỏi thứ ba, khi chào cờ, em cần hát quốc ca như thế nào? Các em hãy suy nghĩ và trả lời ba câu hỏi dựa vào các bức tranh và dựa vào những quan sát mà chúng mình đã từng làm khi chúng ta thực hiện chào cờ vào các thứ hai hàng tuần, đồng thời vào các buổi lễ. Mời các em bấm dừng hình để chúng mình suy nghĩ và trả lời câu hỏi nào. Chúng ta trả lời được chưa? Chúng ta cùng nhau chia sẻ nhé. Khi chuẩn bị chào cờ, em cần làm gì? Các em ạ, khi chuẩn bị chào cờ thì các em cần phải chỉnh sửa trang phục, bỏ mũ, nón. Vậy khi chào cờ, em cần giữ tư thế như thế nào? Khi chào cờ, em cần giữ tư thế nghiêm trang, dáng đứng thẳng, mắt nhìn cờ Tổ quốc. Vậy khi chào cờ, em cần hát quốc ca như thế nào? Các em ạ, khi chào cờ, chúng mình cần phải hát quốc ca to, rõ ràng, trôi chảy, diễn cảm, thể hiện niềm tự hào của dân tộc chúng ta đấy. Như vậy, chúng mình vừa cùng nhau tìm hiểu xong hoạt động thứ hai và chúng ta đã biết những việc cần chuẩn bị khi chào cờ và khi chào cờ chúng mình cần phải giữ tư thế như thế nào, khi chào cờ chúng mình cần hát quốc ca như thế nào. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em...